Kế toán ngân sách xã có rất nhiều đặc thù riêng. Ngân sách cấp xã là một cấp ngân sách cuối cùng trong hệ thống ngân sách nhà nước tại Việt Nam, nhưng mang lại một đặc điểm khác biệt với các cấp ngân sách còn lại. Đó là ngân sách cấp xã chỉ có duy nhất một đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước là Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đến với khóa học của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn hiểu và nắm rõ các quy chế kế toán ngân sách, hướng dẫn kế toán theo mô hình kế toán lồng ghép có cả kế toán thu chi ngân sách cấp xã và kế toán của Ủy ban Nhân dân với vai trò là đơn vị kế toán có sử dụng ngân sách nhà nước. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về các nội dung của khóa học mảng ngân sách xã phường và thị trấn. Trong nội dung này sẽ hướng dẫn cho các bạn lập báo cáo tài chính đầy đủ của một đơn vị kế toán ngân sách xã, hướng dẫn thực hiện lập và nộp các báo cáo tài chính khác của đơn vị, hướng dẫn thực hiện lưu và in ấn hồ sơ cho đơn vị, tư vấn hướng dẫn kinh nghiệm quyết toán với cơ quan cấp trên, hiểu về bản chất của một kế toán ngân sách xã phường, thực hiện được các quy trình hạch toán ban đầu bao gồm lập xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán, hướng dẫn thực hiện nhận dự toán đầu năm. Căn cứ vào dự toán được duyệt, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ giao dự toán ngân sách chính thức cho các xã và lập đề nghị ghi thu, ghi chi đối với kế toán Ủy ban Nhân dân cấp xã, đơn vị dự toán cấp 3 theo quý hoặc định kỳ thực hiện các công việc bao gồm lập bảng kê và lập các lệnh liên quan đến thu chi gửi kho bạc. Các nội dung liên quan đến lập đề nghị ghi thu, ghi chi và hướng dẫn quy trình thực hiện quản lý ngân sách xã, hướng dẫn các thủ tục quyết định dự toán là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học thực hành kế toán ngân sách xã phường thị trấn. Trong nội dung của khóa học, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức bao gồm hình thức học online, một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web ketoanviethung.com và tìm kiếm đến các khóa học để chúng ta tham khảo. Ngoài ra, các bạn sẽ được lựa chọn học trên chứng từ tại đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.